Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4 câu 31 đến câu 37. Khi ấy Chúa Giêsu xuống thành Ca-phác-na-um ở Ga-li-lê, và ở đó người giảng dạy họ trong các ngày Sa-bát. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của người, vì lời giảng dạy của người có uy quyền. Bây giờ trong hội đường có một người bị quỷ ô uế ám hét lên rằng: Hỡi Giêsu Nazareth, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quở mắng nó rằng: Hãy câm đi và ra khỏi người này. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm gì hại nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra. Danh tiếng người đồn ra khắp nơi trong xứ. Kính thưa cộng đoàn, ngay từ buổi đầu công cuộc rao giảng đạo công khai, Chúa Giêsu tỏ ra một người đầy uy lực. Lời và hành động của Ngài đều biểu lộ quyền bính phi thường. Chúa Giêsu giảng dạy như đấng có uy quyền. Uy quyền ấy không phải là thứ uy quyền được áp đặt trên người khác. Uy quyền của Chúa Giêsu phát xuất từ chính sự thống nhất giữa lời nói và hành động của Ngài. Chỉ cần Ngài nói với tên quỷ câm: Câm đi, hãy ra khỏi người này, thì phép lạ liền xảy ra. Những người chứng kiến phép lạ đã thấy được sự khác biệt giữa lời giảng dạy của Chúa Giêsu và của các luật sĩ đương thời. Phép lạ của Chúa Giêsu cũng là một lời giảng dạy. Thật thế, sứ điệp trọng tâm trong lời rao giảng của Chúa Giêsu chính là sự giải phóng. Ngài không chỉ nói về sự giải phóng, mà còn chứng thực cho những người nghe Ngài biết được thế nào là giải phóng. Phép lạ người câm được giải thoát mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Chúa Giêsu. Giải phóng trước tiên là giải phóng con người khỏi xiềng xích của sự dối trá. Chúa Giêsu đã có lần nói với người Do Thái: Sự thật sẽ giải phóng các ông. Và chúng ta thấy trong một thời gian ngắn, Chúa Giêsu tỏ ra là một bậc thầy dạy giáo lý vững chắc, có sức đánh động và gây ấn tượng ngay tại những người Do Thái chịu ảnh hưởng của nhiều trường luật sĩ giảng dạy, rất đông đệ tử. Dân chúng say mê lời người, không phải chỉ nhờ lời nói hay. Ngài còn liên kết sứ điệp của Ngài với quyền phép trừ quỷ bằng một sức mạnh làm những người chứng kiến kinh ngạc. Từ 2000 năm, Chúa Giêsu không bao giờ ngừng tạo thế lực vừa bằng đạo lý, vừa bằng hành động giải phóng nhân loại. Không chỉ cứu thân xác bệnh hoạn, mà nhất là cứu tâm trí con người được hạnh phúc. Chúng ta thấy, Chúa Giêsu lôi cuốn mọi người khám phá về Ngài. Không bao giờ người ta nói về người nhiều như ngày nay. Hoặc để thử loại trừ người, chối không có Ngài, hoặc là bảo vệ Ngài rất nhiệt tình. Báo chí, truyền thanh, truyền hình, sách vở, nghệ thuật, âm nhạc, quảng cáo đã thấm nhập về Đức Kitô và tuyên truyền làm cho người ta hiểu biết về Đức Kitô một cách tiêu cực hay tích cực. Dù rằng người ta nói gì, Chúa Giêsu vẫn là một bậc thầy vĩ đại trong các bậc thầy cho mọi người trên trái đất phải suy nghĩ. Đúng với câu kết của đoạn tin mừng hôm nay, tiếng đồn về người lan ra khắp nơi. Và như ông Simeon đã nói tiên tri, Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel vấp ngã hay được trỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra. Chúng ta thuộc về Thiên Chúa thì chúng ta phải ly dị những sự dối trá trong tư tưởng, hành động, lời nói và việc làm. Chúng ta không được sống tráo trở, hai mặt.
Nếu cứ an nhiên tự tại sống trong sự dối trá thì đương nhiên chúng ta thuộc về thế giới của gian dối, mà thủ lãnh của chúng trong thế giới này là ma quỷ. Điều mà chúng ta cần nhận ra hệ lụy nhãn tiền của những ai ưa trò cầu thân nịnh bợ và sống giả tạo là họ không có uy quyền và sức cảm hóa trong lời nói và việc làm. Đôi khi, những việc lời làm, những việc đạo đức, lời nói thánh thiện của họ phát ra lại trở thành gương mù, gương xấu và phản tác dụng. Chẳng khác gì gậy ông đập xuống lại dần lưng ông. Hay như ngửa mặt mà nhổ nước miếng, đương nhiên nước miếng rơi trúng mặt mình. Mặt khác lại là cớ cho người khác khinh bỉ, bởi vì họ đang ngu ngơ diễn màn kịch vụng về đến nỗi trở nên lố bịch trên một sân khấu ảo. Mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc đời của chúng ta, để rồi chúng ta cần cân chỉnh cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải sống bắt chước như Chúa Giê-xu. Chúng ta phải nói cái lời của chúng ta có uy quyền từ lời của Chúa, và tất cả những hành động của chúng ta đi theo hành động của một người Kitô hữu có Chúa. Chúng ta luôn luôn bị chống đối, chúng ta luôn luôn là người đi ngược dòng, bởi vì chúng ta mang trong mình thân phận của người Kitô hữu. Chính vì thế chúng ta luôn luôn phải cầu nguyện cũng như bám vào Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa để cho quyền năng của Chúa và ơn của Chúa thực thi trên cuộc đời của chúng ta. Con người của chúng ta yếu đuối. Nếu như chúng ta không bám vào Chúa, chúng ta không cậy vào Chúa, cũng giống như những người biệt phái và những người luật sĩ ngày xưa đó, họ không tin Chúa, họ loại trừ Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ không có thực thi quyền năng của Chúa trên đời của họ. Những ai khiêm tốn, những ai đón nhận lời Chúa, thì Chúa sẽ đến và ở lại cũng như thi thố quyền năng của Ngài trên người đó. Chúng ta thấy càng khiêm tốn thì càng được chữa lành, càng được yêu thương. Còn những người tự cao, tự đại như những người biệt phái và luật sĩ thì Chúa không có bén mảng, Chúa không đoái hoài gì tới cả. Mỗi người chúng ta tự do lựa chọn cho lối sống của chúng ta. Chúng ta đi theo Chúa hay chúng ta đi theo như con đường của những người biệt phái và luật sĩ. Xin cho chúng ta bám vào Chúa. Càng bám vào Chúa, chúng ta có lời Chúa và chúng ta có quyền năng của Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta.